Chào các bạn, trong chương trình tiếng Anh dành cho người đi du lịch và sống ở nước ngoài hôm nay chúng ta sẽ có 36 câu tiếng Anh giao tiếp tại siêu thị và cửa hàng bách hóa Dĩ nhiên là du lịch hoặc sống ở nước ngoài thì mình sẽ đi siêu thị, cửa hàng bách hóa à, rất là thường xuyên ha Và đây là 36 câu, dĩ nhiên là tôi soạn thảo trên tinh thần là tôi rút gọn lại những câu nó cần thiết nếu thiếu câu gì, muốn nói câu gì thêm thì các bạn cứ comment để lại tôi sẽ giúp cho các bạn nói cái câu đó một cách chuẩn xác ha. Bây giờ trong khuôn khổ của chương trình thì tôi cũng không thể nào nêu quá trời nhiều câu hay là 100 câu hay là gì đó thì nó quá dài đi. Tôi chỉ cung cấp cho các bạn những câu rất cơ bản thôi. Còn lại thì các bạn comment tôi sẽ giúp cho các bạn à, nói những câu đó một cách chính xác hơn. Thì câu đầu tiên các bạn lắng nghe nha. Where can I find the ketchup? Nghe lại nha. Where can I find the ketchup? Where can I find the ketchup? Ketchup ở đây đó các bạn là à, cái sốt cà chua. Sốt cà chua là cái chai tương cà đó các bạn. Thì chai tương cà đó ở Mỹ gọi là ketchup. Yeah. Thay vì mình nói tomato sauce hay là gì đó thì không có cần thiết chỉ cần nói ketchup thôi. Mình ăn KFC, mình ăn McDonald gì đó là cần thiết phải có ketchup để cho nó chua chua ngon ngon. Where can I find the ketchup? Yeah. Thì ở đây đó là một cái cách hỏi một cái cách hỏi một cái món hàng gì đó ở đâu nói chung là ở quầy nào khi các bạn vào cửa hàng bách hóa hay là à, đặc biệt là siêu thị các bạn thì nó có rất nhiều quầy mà chúng ta đôi khi à, gặp những cái chỗ mới đó các bạn hay là thậm chí chỗ cũ đi mà mỗi khi muốn tìm cái gì đó rất là khó cho nên các bạn dùng câu where can I find the where can I find the À, rồi phía sau đó là cái món hàng các bạn cần tìm. Dĩ nhiên là các bạn cần phải biết cái tên món hàng mình tìm ha. Ketchup là sốt cà chua. Where can I find the ketchup? ketchup thì người ta sẽ chỉ cho bạn cái IO nào ha là cái dãy nào đó các bạn ha và cái dãy nó có đánh số hay dãy của nó có ký hiệu người ta nói cái dãy ký hiệu nào mình đến đúng cái dãy đó mình tìm ha lưu ý là cuối bài tôi cho các bạn nghe lại toàn bộ các câu ha cho nên là các bạn chờ đến cuối bài nghe lại toàn bộ các câu nha câu thứ hai Do you carry diet root beer? Do you carry diet root beer? À, cái câu này đó là do you carry carry là mang vác đó các bạn ha nhưng mà nó có cái nghĩa ở đây đó là có trong tay không có mang theo có trong tay không à, là đang nói đến cái việc các bạn vào trong các cái siêu thị thì các bạn hỏi do you carry diet root beer hoặc là carry, một cái món gì ở phía sau đó là mình muốn hỏi họ là có cái món đó hay không. Và cái cách hỏi này rất phổ biến nha các bạn. Đừng nghĩ là cái carry hồi trước giờ mình nghĩ là mang vác thôi, có nghĩa là carry là mang cái gì đó, xách cái gì đó giúp ai thôi nhưng mà trong siêu thị đó là mình hỏi người ta có cái món đó đó, có cái món đó hay không. Đây là một cách hỏi thay vì mình hỏi là where can i find hay là mình hỏi do you have thì lúc này mình hỏi do you carry Yeah. nhớ là những cái cách nói này là cách nói bản xứ cho nên là các bạn đừng lo chẳng qua là các bạn chưa biết thôi do you carry diet root beer cái diet root beer đó các bạn là cái bia dành cho người ăn kiêng bia dành cho người ăn kiêng là sao là ít carb ha là ít carbohydrate đó các bạn và ít đường ít đường và không có những cái uh, uh, đường tinh luyện được thêm vào trong bia để chi dành cho người ăn kiêng đừng có tăng cân yeah. do you carry diet root beer bạn hay là cô hay là à, gì đó có bia dành cho người ăn kiến không? Nha, yeah. rồi tiếp theo nào. What aisle is the canned salmon in? Ừ. Nhớ là ở phía trên ha là mình thay vào bất kỳ một cái mặt hàng nào và mình dùng cấu trúc này để hỏi. Và đây là một cấu trúc khác. What aisle, aisle, aisle is the canned salmon in? The canned salmon, canned salmon là cá hồi đóng hộp cái cá hồi đóng hộp đó các bạn ha. Thì ở đây là một cái mặt hàng The can salmon in là ở đâu? In ha. Nhớ cái giới từ phía sau là in. What aisle? In là in cái aisle đó. nằm trong cái dãy nào? Ở đây là what aisle? Cái từ này tôi đã nói các bạn nhiều rồi. Nó là aisle và âm S bị câm Cho nên đọc là aisle. Ồ ồ -o, o, Phía sau là của âm L. Aisle. What aisle is the can salmon? Salmon in? là cá hồi đóng hộp ở dãy nào thì lúc này đó mình có thể thay bất kỳ cái mặt hàng nào chỗ chữ can salmon này nè các bạn để hỏi cái món gì đó ở dãy nào. Câu tiếp theo các bạn các bạn lắng nghe nha. Where's the frozen food aisle? Where's the frozen food aisle? Đây là một cách hỏi khác nữa các bạn. Where's the frozen food aisle? Where's the frozen food aisle? Có nghĩa là aisle là cái quầy cái cái dãy đó các bạn, cái dãy thực phẩm đông lạnh ở đâu, à, cái frozen food là thực phẩm đông lạnh các bạn, ha, cái dãy đó ở đâu thì lúc này đó mình thay cái the frozen food này bằng bất kỳ các cái mặt hàng nào, à, thì lúc này chúng ta sẽ hỏi cái dãy của cái mặt hàng gì đó ở đâu, cho nên các bạn dùng cấu trúc này để thay vào nha. rồi tiếp theo nào. I'm afraid we're out of that item. Ừm, mình hỏi một cái mặt hàng nào đó thì ở đây nhân viên siêu thị có thể trả lời cho mình là I'm afraid, họ bắt đầu bằng cấu trúc là I'm afraid, tôi e là, e là thì phía sau sẽ nói một cái câu gì đó đó, nó à, à, kém vui ha. We are out of that item. We're Out of, out of that item. À, thay vì nó out of stock ha, là hết rồi thì bây giờ nói là out of that item. Out of something là hết cái gì đó mà that item có nghĩa là cái mặt hàng đó mặt hàng đó là mặt hàng bạn mới vừa hỏi đó. I'm afraid we are out of that item. À, tôi e là chúng tôi đã hết mặt hàng đó rồi yeah, rồi cấu trúc thứ sáu I'm afraid we don't carry that. Rồi, carry hồi nãy tôi nói các bạn là có cái gì đó hay không là đặc biệt là đang nói là cái cái những cái chỗ bán hàng mà nó có món đó đó các bạn. I'm afraid we don't carry that. Tôi e là chúng tôi không có cái đó ha, chúng tôi không có thứ đó. I'm afraid we don't carry that ha? Không phải là mang vác nha mà là có thứ gì đó. Ừ. Uhm. Sorry, We don't have it in stock at the moment. Mm, sorry, we don't have it. Have something in stock. Ở đây là have something, something được thay thế bằng it. We don't have it. We don't have that in stock. We don't have it in stock at the moment. Có nghĩa là xin lỗi chúng tôi không còn mặt hàng đó. Thì đó, đây là những cái cách nói đó các bạn mà đó, ở mỗi siêu thị nói khác nhau hay là hôm nay cái cô này cổ nói câu này ngày mai cổ lại nói câu khác cổ không nói một câu như mấy đâu các bạn cổ không phải là máy móc cho nên mỗi ngày cổ lại nói một câu khác nhau mà nói những kiểu khác nhau thì mình phải biết nha các bạn ha rồi do you want a receipt do you want a receipt bạn có muốn uh, hóa đơn không bạn có muốn hóa đơn không thì lúc này đó các bạn các bạn đi ở Singapore đó các bạn đi mua ở chỗ nào đó bất kỳ người ta hay hỏi hai thứ một là hóa đơn là receipt hai á là bag bag là cái túi đó các bạn có nghĩa là họ hay hỏi cái hóa đơn tại vì nếu như mình không in hóa đơn đó thì nó tiết kiệm giấy đúng không mà tiết kiệm giấy có nghĩa là bảo vệ môi trường cho nên họ luôn luôn hỏi cái đó tốn công hỏi một chút nhưng mà bảo vệ môi trường thì như vậy đó là một cái tốt ha, cái thứ hai đó là họ hỏi bạn có lấy cái túi không thì thật sự cần mình hẳn lấy cái túi bởi vì mình lấy cái túi về mình cũng bỏ thôi, mặc dù nó tiện cho mình mang đi nhưng mà đó nếu như bạn không cần lấy cái túi thì bạn cũng đã góp phần bảo vệ môi trường ha, cho nên là bạn đi xin lúc nào cũng bị hỏi hai cái câu này khi mua bất kỳ hàng hóa gì một là vì seat hai là bag 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 ha, thì dĩ nhiên là plastic bag ha, thì có chỗ là có paper bag hoặc là plastic uh, bag, paper bag là túi giấy hay là plastic bag là túi uh, túi nhựa đúng không? Túi uh, ni lông. Đó. Cho nên là lưu ý cái đó ha. Do you want a Cái từ này đó các bạn đọc là receipt. Receive, Các bạn thấy nè. Receipt. E -C -C Receive Cái âm thờ này câm nha. Cho nên đọc là receipt. Do you want a Nghe nè các bạn. Do you want a receipt? Want to bạn có muốn lấy biên lai like không? Bạn muốn lấy hóa đơn không? Các bạn lưu ý này nha. Các bạn nào mà sử dụng cái uh, cái gói Pro Pro của Linkin Đầm đó, thì các bạn vào trong đây đó xem hội thoại ngữ cảnh nha. Có nghĩa là tôi cố gắng tôi tạo hội thoại ngữ cảnh cho từng câu một luôn à, nhưng mà đó nếu lúc đó mà chưa biên soạn kịp thì các bạn sẽ không thấy nha, còn nếu biên soạn kịp rồi thì các bạn nào sử dụng gói Pro của gan đầm thì hoàn toàn có thể mở hội thoại ngữ cảnh lên. À, ở đây là giao tiếp ở chỗ cái quầy ví dụ như là à đó là 25 đô à, 50 cent. Rồi à, đây nè, bạn có muốn lấy hóa đơn không? No that's okay, thank you. Thì lúc này no that's okay thank you á là mình không lấy hóa đơn ha. Nhưng mà Nhân viên siêu thị sẽ luôn luôn hỏi bạn "Do want Đó, chứ không phải là mặc định là in hóa đơn ra bỏ cho các bạn đâu nha và cái đó là cái hành động mà uh, nó không có góp phần bảo vệ môi trường gì cả ha. Rồi, các bạn sử dụng gói Pro nhớ là các bạn có thể xem được hội thoại ngữ cảnh để xem coi từng câu như vậy nó ứng dụng trong thực tế thế nào và mình mở rộng cái phạm vi bài học của mình nữa nha các bạn. Tiếp theo câu thứ chín Do you want paper or plastic bags? Do you want paper or plastic bags? Thì bạn muốn túi giấy túi giấy là paper bag nè ha hay là plastic là túi ni lông thì thường thường đó các bạn nếu cái gì mà mình mang quát mà sợ nó rách á thì mình mang cái uh, uh, plastic bag nhưng mà hạn chế plastic bags này nha và nếu cái gì mà nó dễ sách nhẹ thì lúc này mình lấy cái paperback nó sẽ tốt hơn tại vì uh, túi ni lông nó mất uh, đâu đó cả 50 năm nó mới phân hủy còn đôi khi paperback nó mất chừng uh, nó nó phân hủy thì cũng tốt cho môi trường thôi nhưng mà phân hủy rất nhanh đó là, là lý do mà ta hay hỏi sự lựa chọn giữa paper và plastic bags yeah. bạn muốn túi giấy hay túi nhựa do you want the items bagged đó các bạn là đây là một cách hỏi nữa ha Do you want the items bagged? Bagged là được à, bỏ vào túi không? Bạn có muốn những mặt hàng này được bỏ vào trong túi không? Đó cho nên là các bạn thay vì người ta hỏi Do you want paper or plastic bags? thì người ta hỏi là Do you want the items bagged? Ha, nghe các bạn? Do you want the items bagged? Yeah. Đó có nghĩa là nhiều cách hỏi khác nhau. đó Rồi một cách hỏi tiếp theo nữa cho cái việc đó là Do you want your receipt in the bag? Do you want your receipt in the bag? Bạn có muốn in hóa đơn bỏ vào trong túi không? Bạn có muốn bỏ cái biên lai like hay cái hóa đơn này vào trong túi không? À, trong cái túi uh, thực phẩm của mình đó các bạn. Do you want your receipt in the bag? Do you want your receipt in the bag? Ha, yeah, rồi. Nếu mình muốn túi giấy, mình nói I'd like paper bags. I'd like paper bags. I'd like paper bags. Tại vì mình mua bỏ trong nhiều túi cho nên mình dùng số nhiều I'd like paperbacks. Mình muốn cái gì đó một cách lịch sự mình dùng would like nói tắt là I'd, I'd like I'd like. Phải có âm đờ nha I'd like paperbacks. Còn nếu mình muốn plastic bags thì mình nói I'd like plastic bags. Ha. À, hay là mình nói vắng tắt thôi người ta do you want uh, do you want paperbacks or plastic bags or something. Mình nói paperbacks please paperbacks please à, I, I'd like a bag, please. I uh, have please. còn nếu chỉ có một cái thôi, có nghĩa là có thể bỏ gọn trong một túi được mình nói, ờ, uh, paper bag, please. Paper bag, không có s, nha. Đó. Any coupons? nhân viên bán hàng sẽ hỏi bạn thêm, nếu như bạn mua trong siêu thị nha, còn mua trong các cửa hàng tiện lợi thì không ai hỏi coupons làm gì bởi vì họ cũng không có phát hành coupons đâu. cái từ này đọc là coupon các bạn ha coupon 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 pon âm a dài à pa pon coupon coupon any coupons any coupons các bạn nghe nha Any coupons Any coupons là có phiếu giảm giá nào không coupons ở đây là phiếu giảm giá hay các bạn ấy giảm giá 30%, 20% gì đó. À, dĩ nhiên có những cửa hàng tiện lợi cũng có những coupons nếu mình mình mua nhiều ha, mình mua nhiều họ cho mình coupons để lần sau dùng tiếp thì lúc đó mình mang theo mình mình có coupons không thì lúc này đó họ hỏi mình mình đưa ra. Một cách hỏi về coupons khác nữa. Do you have any coupons? Do you have any coupons? Bạn có phiếu giảm giá nào không hay là any coupons? Và tôi thấy nhiều uh, nơi thì họ chỉ hỏi vắn tắt thế này thôi. À, những cái chỗ cửa hàng tiện lợi hay là uh, gì đó thì họ không có quá lịch sự đâu họ không có cũng không có thời gian mà để đặt nguyên một câu đâu các bạn họ hỏi câu trên thôi any coupons yeah. do you have any coupons rồi hasn't this coupon expired hasn't this coupon expired hasn't this coupon expired không phải phiếu mua hàng này đã hết hạn rồi sao? Không phải phiếu mua hàng này đã hết hạn rồi sao? À, đây là một cái câu hỏi check lại một cách lịch sự, check lại một cách lịch sự à, để à, giống như là để confirm lại, khẳng định lại với cái người mà đưa khúc hoan cho mình đó. Cái này là của nhân viên bán hàng nói. À, không phải phiếu mua hàng này đã hết hạn rồi sao? Đó ha. Thì lúc này đó à, cùng nhau xem lại thì khẳng định là hết hạn rồi thì bỏ không có sai nữa nha. Yeah. Rồi right. The sale doesn't start until tomorrow. Có nghĩa là nếu mình mua mặt hàng gì đó mình thấy nó giảm giá giảm giá nhưng mà mình nói ủa mặt hàng này giảm giá mà tại sao tính cho tôi nguyên giá vậy? Thì lúc này đó nhân viên bán hàng có thể nói với mình là the sale là cái việc giảm giá đó, khuyến mãi đó ha, cái đợt khuyến mãi đó doesn't start until tomorrow. Sẽ không bắt đầu cho đến ngày mai. Đây là một cách nói là not uh, start, not do something until À, một cái khoảng thời gian nào đó có nghĩa là sẽ không làm gì đó cho đến thời gian đó Có nghĩa là đến thời gian đó mới làm hay là mới xảy ra Thì the sale doesn't start until tomorrow Có nghĩa là đến ngày mai thì đợt khuyến mãi này mới bắt đầu Hôm nay chưa được khuyến mãi đâu Cho nên nếu bạn mua hôm nay thì vẫn phải trả nguyên giá Là như thế, nghe nghe nha các bạn The sale doesn't start until tomorrow ừ. Rồi. Nếu một mặt hàng gì đó mà nó không còn khuyến mãi nữa Người ta sẽ nói câu này That item is no longer on sale. That item is no longer on sale. Là cái mặt hàng đó không còn bán giảm giá nữa. Ha, có nghĩa là mặt hàng đó mình thấy mình thấy trong một cái tờ rơi hay gì đó mình mang đến siêu thị mình đinh ninh là mình mua cái xong cái mình nói mặt hàng này giảm giá nè 50% nè. Cái nhân viên siêu thị nói với mình là that item is no longer on sale. To be on sale là được khuyến mãi ha mà no longer on sale là không còn được khuyến mãi nữa. Uhm, câu tiếp theo. This goes on sale tomorrow. Uhm, cái này goes on sale tomorrow. Hồi trên hồi nãy chúng ta thấy là doesn't start until tomorrow là ngày mai mới bắt đầu. Thì cái câu này đó cũng y chang các bạn nhưng mà cách nói khác. This goes on sale tomorrow cái này sẽ được khuyến mãi vào ngày mai cái này sẽ được khuyến mãi ngày mai hôm nay không có nếu bạn muốn mua hay là ngày mai mua chẳng hạn thì đây là một cách nói mà tôi nghĩ đó là nhiều nơi đó họ lại cấm nhân viên nói kiểu này với khách hàng bởi vì nếu, nếu mà nói với khách hàng kiểu này thì họ sẽ bỏ cái này lại ngày mai mới mua nhưng mà đó nếu mà hôm nay khách hàng mua nguyên giá mà ngày mai được khuyến mãi thì họ cũng sẽ tức chết họ sẽ trách móc tại sao nhân viên không báo với họ Yeah, cho nên là khuynh hướng những cái nơi bán hàng mà chân thật các các bạn thì người ta sẽ báo cho khách hàng cái này ngày mai khuyến mãi cho nên chờ ngày mai đi nha thì lúc này khách hàng sẽ nhớ đời cho cái việc đó nha. Yeah. Rồi this goes on sale tomorrow. I have some coupons here. Nếu bạn có một số coupons bạn có thể đưa ra. I have some coupons here. I have some coupons here. Tôi có một vài phiếu giảm giá ở đây. À, rồi. Tiếp theo đó là nhân viên siêu thị sẽ hỏi mình How will you pay for this? How will you pay for this? Bạn sẽ thanh toán bằng cách nào? Ý người ta muốn hỏi mình thanh toán bằng tiền mặt hay bằng check hay là bằng credit card yeah. How will you pay for this? How will you pay for this? Thông thường người ta sẽ hỏi thế này các bạn. Cash or charge? Cash or charge. Cash or charge. Charge là tiền mặt hay cà thẻ. Cái charge này nè các bạn, người ta sẽ trả tiền trong cái thẻ tín dụng của mình cho nên ta hỏi tắt là cash or charge. Nó hỏi charge, charge. Nhớ nha, dùng đúng cái từ đó thôi. Cash or charge. Tiền mặt hay là cà thẻ? Tiền mặt hay cà thẻ? Đây là câu người ta rất thường xuyên hỏi. Tại vì những cái nhân viên bán hàng đó là rất kiệm lời. Ừ dĩ nhiên là những cái chỗ mà sang trọng thì người ta làm customer service rất là tốt, nói năng rất là lịch sự, à, câu dài đàng hoàng, câu chỉnh chu. Còn những cái chỗ cửa hàng tiện lợi gì đó thì đó là những cái người làm việc bán thời gian hay là tìm việc trong lúc chưa tìm được một việc tốt hơn gì đó, cho nên là người ta không có uh, nói nhiều đâu, rất kiệm lời. Uh, cash or charge? Do you have any small change? Nếu như uh, um, người ta cần cái tiền lẻ mà mình đưa cái tiền lớn quá anh ta không có tiền thối cho nên là anh ta hỏi mình do you have any small change? small change, change. Ở đây là tiền lẻ các bạn, tiền lẻ ha. Cho nên là uh, ví dụ những cái như là 22 đô chấm 50, 50 cent thì lúc này đó bạn đưa hai cái đồng 25 xu đúng không? Hai cái quarters quarters Một cái đồng quarters, đồng 25 xu Thì người ta hỏi là small change Là người ta hỏi cái phần phía sau dấu thập phân đó các bạn Phía sau dấu thập phân đó là tiền lẻ Cho nên người ta hỏi là small change Thì bạn phải hiểu rằng là Cái phần tiền lẻ sau đó Bạn có tiền lẻ không Do you have any small change yeah, Nha, ta hỏi ý cái đó Cho nên là người ta hỏi câu này Mình biết là mình sẽ kiếm cái tiền lẻ Để đưa người ta cái phần lẻ đó Người ta thối mình tiền chẳng thôi Do you accept credit cards? Mình hỏi lại người ta có chấp nhận thẻ tín dụng hay không. Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Mình phải hỏi như các bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không bằng cách hỏi do you accept credit cards? Hay là nếu như mình không có thẻ tín dụng, mình nói tôi có thể trả bằng tiền mặt được không? Can I pay by cash? Can I pay by cash? À, rồi. Tiếp theo Can I have change for 20? là cái này là mình hỏi mình hỏi nhân viên siêu thị hoặc là quầy hàng nào đó mình có thể đổi tiền lẻ được không can i have change for a twenty có nghĩa là tôi có thể đổi tờ 20 thành tiền lẻ được không? Dĩ nhiên là siêu thị là cái nơi mà người ta hay quăng tiền lẻ vào thì uh, mọi người đều cho rằng nơi mà uh, có có nhiều tiền lẻ nhất á, là trong các cái chỗ bán hàng đó các bạn cho nên là mình cứ mạnh dạn hỏi can i have change? Tôi có thể có được tiền lẻ for a 20, for a 20, a 20 a đang nói cái tờ 20 đô à, tờ 20 đồng. Can i have change for a 20? for a 10? for a 50? Tôi có thể đổi tờ 20 hay là tờ 50 gì đó thành tiền lẻ được không? Nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Could I have some quarters, please? Khi người ta thối tiền đó, khi người ta thối tiền mà mình cần cái tiền đồng 25 xu đó các bạn, để uh, gọi điện thoại, bây giờ chắc không có cần nhiều nữa, nhưng mà để giặt là, giặt ủi đó ha, hay là cần cái gì đó mà bỏ đồng 25 xu vô mới xài được, và mình cần đồng 25 xu, mình nói là Could I have some quarters please? Could I have some quarters please? Tôi có thể có một ít đồng uh, 25 xu được không? Nha, yeah. a quarter đó các bạn là 1/4 mà 1/4 của 1 đô la là 25 cent. Đại thì cái đồng đó đó, cái đồng 25 xu được gọi là một cái quarter nha. Yeah. Could I have some quarters please? Cho tôi ít đồng 25 xu được không? Cái này lúc người ta thối tiền đó mình hỏi như thế. Tiếp theo. Could you give me the change in quarters? Could you give me the change in quarters? Đây là cái cách hỏi à, khác của cái câu trên Could I have some quarters please? Could you give me the change in quarters? Bạn có thể thối tiền 25 xu cho tôi được không? Được ha Rồi Nếu các bạn mua những cái món đồ uống mà có cồn Như là bia hay là rượu Mà thường thường là rượu các bạn Thì người ta mới hỏi May I see your ID? May I see your ID? Tôi có thể xem ID của bạn được không? ID có thể là uh, thẻ an sinh xã hội hay là driver driver's license hay là cái um, passport có nghĩa là hộ chiếu hay là thẻ gì đó? À, giống như thể căn cước vậy đó thì bạn đưa ra để chứng minh cái tuổi của mình có nghĩa là bao nhiêu tuổi mới mua được Dĩ nhiên là tùy theo từng quốc gia ha là 18 tuổi mới mua bia được Ví dụ như thế hay là có những nơi 21 tuổi mới mua bia được thì lúc này bạn đưa cái ID ra để cho người ta thấy cái tuổi của mình chứ không phải người ta kiểm tra ID đi người ta ghi lại đâu nha Tại vì à, nếu mà À, cảnh sát mà phát hiện ra hay là có ai đó tố cáo mà bán bia cho người dưới 18 hay là dưới 21 hay gì đó ha. Thì lúc đó lập tức cái chỗ đó bị phạt vô cùng nặng nha. Yeah. Có khi là bị rút cái license luôn các bạn. May I see your ID? Uhm, thì lúc này mình biết là mình nên bỏ cái ID ra. Dĩ nhiên là uh, người ta xem vậy thôi rồi người ta bán cho mình. Cho nên là người ta thấy mặt mình già quá người ta cũng không hỏi. Nhưng mà nếu mà người ta nghi ngờ về tuổi tác lập tức người ta hỏi liền. Uhm. May I see some ID? some id có nghĩa là id nào cũng được, miễn có id chứng minh tuổi của bạn là được rồi à, Thì thay vì nói your id thì người ta nói some id. Cho nên các bạn đừng bối rối người ta nói some cũng được mà, your cũng được. Some ở đây đó là cái nào cũng được ha, chứ không phải là một vài đâu nha, tại vì nó có nghĩa là một vài, nó cũng có nghĩa là cái nào cũng được nha. Yeah. Do you, you have id? Bạn có id không? Do you have id? Uh. I need to see some identification. thì cái ID là viết tắt của identification. Identification. Nếu các bạn cần phiên âm ở trong cái app language nằm thì bấm sổ xuống ha, bấm sổ xuống thường là giống mũi tên này ha. Bấm sổ xuống các bạn sẽ thấy cái phiên âm nằm ngay bên dưới. I need to see some identifi identification. Identification. Ha, rồi các bạn nhớ bấm vào đây để xem hội thoại ngữ cảnh nếu cần nha. Hội thoại ngữ cảnh à, Để mình mở rộng cái bài học hơn nha các bạn ha Rồi Câu thứ 33 Tổng cộng 36 câu nha các bạn May I see proof of your age May I see proof of your age Là tôi có thể xem bằng chứng về tuổi của bạn được không Có nghĩa là trong trường hợp mà Không có ID mà mình tha thiết muốn mua quá Hay là kiểu gì đó hay là hoặc là có ID nhưng mà cái cách người ta hỏi theo kiểu rất là formal may I see proof of your age là tôi có thể xem bằng chứng về tuổi tác của bạn được không hmm. thì cái câu này rất formal ha người ta sẽ hỏi là may I see your ID ID please vậy đó các bạn câu thứ 34 do you need a pickup do you need a pickup ở đây đó các bạn pick up ví dụ như mình quen cái từ pick up là cái cái xe bán tải đúng không? nó có cái thùng tải phía sau đó là xe bán tải xe bán tải cũng là một loại xe mà thanh thiếu niên là thích mua để đi chơi nha người ta thích chạy chiếc xe tải đi chơi gì đó chứ không phải mua xe tải để chở hàng đâu thì uh, pick up ở trong siêu thị đó các bạn có nghĩa là người ta hỏi mình đây là cái dịch vụ người ta có sẵn để giúp đẩy hàng ra phía uh, ra phía cái cái chỗ để xe cho mình. Cái chỗ để xe hay có nghĩa là người ta đẩy hàng ra trước cái cửa siêu thị rồi mình chỉ cần lái xe đến đúng cái vị trí đó cái mình đưa hàng lên trên cái xe của mình à, là đi thôi. Có nghĩa là đây là dịch vụ chuyển đồ ra giúp, chuyển đồ ra giúp nha. Ta ra giúp cái chỗ mà mình có thể pick up được, mình có thể là đưa lên xe được. Còn nếu không thì mình phải mang quát đồ từ bên trong ra thì nặng quá. Do you need a pick up thường thường đó mình nói mình need a pick up thì lúc này người ta sẽ đưa mình cái phiếu à, người ta đưa mình cái phiếu xong cái mình cầm cái phiếu đó rồi cái người ta sẽ đẩy cái hàng của mình ra cái chỗ mà tập kết để mình đẩy, mình uh, ra ra cái chỗ mà lấy xe đó các bạn mình đưa xe đến ngay cái chỗ đó mình đưa cái phiếu cho người ta mình nhận cái hàng của mình thì đó là dịch vụ pick up còn uh, câu tiếp theo đó do you need a carry out do you need a carry out thì cái này đó đôi khi là không có cần có người sẽ phụ mang giúp mình đồ ra xe, có nghĩa là nếu người ta có người nha, nếu người ta có người thì người ta hỏi mình do you need to carry out thì người ta hỏi mình có cần mang giúp đồ ra xe không thì lúc này có người mang giúp đồ mình ra xe nha. Yeah. Carry out nó hơi khác với pick up một chút xíu nhưng mà ý nghĩa của nó giống nhau nha các bạn. Câu cuối cùng 36, do you need help with that? Câu này dễ rồi, do you need help with that? Thì lúc này đó À, bạn có cần giúp đỡ gì với cái đó không? Mình nói là I need a pick up please hay là I need a carry out please. Thì lúc đó người ta sẽ carry out hoặc là pick up tùy dịch vụ nó có cái gì. Rồi, chúng ta vừa trải qua 36 câu tiếng Anh giao tiếp tại siêu thị và cửa hàng bách hóa nha. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình mà đi du lịch hoặc là đang sống ở nước ngoài, đặc biệt là bà con uh, kiều bào ở nước ngoài ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và Um, tôi sẽ cho các bạn nghe lại từ đầu đến cuối nha và hẹn gặp lại các bạn uh, vào kỳ sau. Where can I find the ketchup? Tôi có thể tìm nước sốt cà chua ở đâu? Do you carry diet root beer? Cô có bia dành cho người ăn kiêng không? What aisle is the canned in? Cá hồi đóng hộp ở dãy nào? Where's the frozen food aisle? quầy thực phẩm đông lạnh ở đâu. I'm afraid we're out of that item. tôi e chúng tôi hết mặt hàng đó rồi. I'm afraid we don't carry that. tôi e rằng chúng tôi không có thứ đó. Sorry, we don't have it in stock at the moment. xin lỗi, hiện tại chúng tôi không còn mặt hàng đó. Do you want a receipt? bạn có muốn lấy biên lai không. Do you want paper or plastic bags? bạn muốn túi giấy hay túi nhựa. Do you want the items bagged? bạn có muốn bỏ các mặt hàng này vào túi không. Do you want your receipt in the bag? bạn có muốn bỏ biên lai của bạn vào trong túi không. I'd like paper bags. tôi muốn túi giấy. Paper bags, please. xin vui lòng cho túi giấy. Any coupons? có phiếu giảm giá nào không. Do you have any coupons? bạn có phiếu giảm giá nào không. Hasn't this coupon expired? Không phải phiếu mua hàng này đã hết hạn rồi sao The sale doesn't start until tomorrow chương trình khuyến mãi ngày mai mới bắt đầu That item is no longer on sale món hàng đó không còn khuyến mãi nữa this goes on sale tomorrow cái này sẽ được bán khuyến mãi vào ngày mai I have some coupons here. Tôi có một số phiếu giảm giá ở đây. How will you pay for this? Bạn sẽ thanh toán bằng cách nào? Cash or charge? Tiền mặt hay cà thể? Do you have any small change? Bạn có tiền lẻ nhỏ nào không? Do you accept credit cards? Bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Can I pay by cash? Tôi có thể thanh toán bằng tiền mặt không? Can I have change for 20? Tôi có thể đổi tờ 20 thành tiền lẻ không? Could I have some quarters please? Cho tôi ít đồng 25 xu được không? Could you give me the change in quarters? Bạn có thể cho thối tiền 25 xu cho tôi được không? May I see your ID? Tôi có thể xem ID của bạn không? May I see some ID? Tôi có thể xem ID được không? Do you have ID? Bạn có ID không? I need to see some identification. Tôi cần xem ID. May I see proof of your age? Tôi có thể xem bằng chứng về tuổi của bạn được không? Do you need pick Bạn có cần chuyển đồ ra xe không? Do you need a carry out? Bạn có cần mang giúp đồ ra xe không? Do you need help with that? Bạn có cần giúp đỡ với điều đó không?